Hey Yos, chào các bạn trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay mình sẽ chơi tiếp tựa game Onsa Star Defense nha hôm nay mình sẽ làm một cái video video này sẽ cho các bạn coi cái hành trình mà chúng ta sẽ lấy cái con King Vegeta nha các bạn à con King Vegeta này là một trong những cái nguyên liệu rất là cần thiết để chúng ta có thể nâng cấp những cái nhân vật mà ở trong cúp đét này lên những cái con nhân vật kiểu như là con cooler này con King uh, con Radix này và kể cả một cái con là con Broly anh em nếu mà chúng ta muốn nâng cấp lên thì chúng ta sẽ cần cái con King Vegeta này làm sao để có thể có được con King Vegeta này thì đương nhiên rồi chúng ta phải đi một cái red đó cái red mà season red này red này là một cái red thời lửa thế nào là một số cái unit mà có thể chiến thắng được cái red này mình sẽ khuyên anh em là đem theo con sonic này tiếp theo là cả cái con killer earth này ngoài ra thì anh em có thể suy nghĩ đến là con zukia con zukia này là một trong những cái con uh, rukia chứ mà mẹ đâu bấm cái tên uh, chết mà không tự mình bấm cái tên nó không ra các bạn ơi nhưng mà nói chung là cái con zukia là một trong những cái con mà có cái ốp mà nó mới được chỉnh sửa lại nó sẽ có cái hệ nước nữa khi mà phát vào đây anh em sẽ được một cái đó là cao những con quái này cao to thì lúc nào sẽ tăng lên x3 thế nên là anh em sẽ dễ dàng chiến thắng cái hải này hơn thì ok đó là những cái mà thông tin mà mình muốn cho anh em biết còn nếu mà anh em muốn coi cái hành trình của mình chiến thắng như thế nào thì ok đặt câu thôi bạn cần một dịch vụ kèo hơi một nơi bán robot uy tín hãy đến ngay shop roblox vn nơi bán robot rẻ nhất tại việt nam cùng với đó là hàng trăm trò chơi với quà tặng hấp dẫn lên đến trị giá 10.000 robot đến ngay shop roblox vn sẽ có người hỗ trợ cho bạn 24 7 khi bạn gặp lỗi vào đây để ủng hộ cho mình nha rồi nha các ông ạ, à, hiện tại là chúng ta đang ở trong cái map Sijin nè, cái map mà mình đã lựa từ trước. Bây giờ thì nhiệm vụ của mình chỉ cần farm thôi Bởi vì cái map này nó khá là rộng Thế nên là cái việc mà chúng ta cần phải farm sớm để có tiền là rất quan trọng anh em ạ Đây bây giờ thì farm thôi Chọn chế độ no mòn không, không Chứ mà chọn stream là nó khó mà quánh là nghe bởi đầu đấy anh em ạ Map này chúng ta sẽ phải là đối đầu với những con quái có cái hệ đó chính là hệ lửa nha các bạn ạ à. Thế nên những con quái mà có hệ lửa khi mà đánh vào những con quái này thì nó sẽ gây ra lượng nam chỉ là bình thường thôi anh em ạ. Còn những con quái mà nó có hệ nước á, nó đánh vô mấy con quái nè sẽ được ba lần ram lên nhé nên là nó sẽ giúp chúng ta chiến thắng nó dễ dàng hơn rồi thì bây giờ đáng lẽ là mình cũng chả biết nữa mình sẽ để dành tiền để nâng cái con này lên đó là ngon các bạn ạ à. không biết là mấy thằng này nó có nên auto skip hay không ta quái đây nó cũng khá là dễ thôi anh em để ý giúp mình nhé ở đây sẽ có một số con là elemental những con này á là chúng ta phải gây ra được hiệu xuất huyết thì mới có thể tiêu diệt được nó nếu mà không gây được hiểu xuất huyết á, thì chúng ta sẽ thua anh mà ở đây thì mình có một cái nhân vật đó chính là vua hay tặc nè con này nó sẽ giúp cho chúng ta có thể tiêu việc được những con Elemental một cách dễ dàng hơn Rồi bây giờ thì uh, để mình tăng tốc lên cái để cho uh, con này nó dọn dẹp nhanh nha anh em Mình sẽ xin phép tắt cái hướng nha anh em Bởi vì nếu mà bật hướng lên đây thì nó hơi bị mờ mè xíu Nên là tắt cái hướng lại cho nó đỡ là một tí Rồi ok Một cái con vua uh, hay thật thôi Nó giúp chúng ta phòng thủ được rất là ngon nè anh em ạ à. Đấy bây giờ chỉ cần farm thôi là được Nhiệm vụ quá là đơn giản luôn đó. Ở những cái map đầu thì anh em đương nhiên là sẽ có dễ dàng dễ dàng thảnh hơi mà đi farm như vậy rồi Những map sau nó sẽ khó khăn hơn đấy những con này là những cái con mà nổi giận anh em mà rang á mấy con này mấy con nổi giận khi mà nó bị mất máu nó sẽ chạy nhanh hơn nó đơn giản như vậy thôi anh em đó. đó là đó, anh em có thấy không nó đang tăng tốc từ từ đấy 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 bắt đầu nó chạy như là chạy ma tông đó tuy nhiên là mình đã tính toán được là mình đặt một con ở ngoài sau hoặc là mấy ngày mình tính toán cho mình đó đặt một con ngoài sau phải thủ được không sao nó mấy bạn, nó chắc chắc rồi đó bị dính xuất huyết rồi thì đương nhiên là tỷ lệ cao nó sẽ ngẫm của tỏi thôi rồi uh, thì mình sẽ farm thôi Nhiệm vụ mình là sẽ farm tới quay 4 Sau đó mình sẽ đặt cái nhân vật là Kilo ra Để mình bắt đầu phòng thủ các bạn ạ à. Đấy, Đặt một con Kilo ra đặt ở ngay vị trí nè Là chúng ta có thể bao được cái map này Ok thì farm thôi Người ta kêu mình sao mà làm vậy anh em mà Đó đơn giản thôi Ở đây chúng ta sẽ có là những cái con Loner nè Đó Rất là nguy hiểm luôn nhé Mấy con Loner này nếu mà không có phương án mà tiêu diệt thì tỷ lệ cao thì chúng ta sẽ thua đấy rồi bắt đầu đặt cái con đặt con Kilo ra để phòng thủ với các bạn đây là Kilo uhm, đặt Kilo ra để uh, bắt đầu tiêu diệt mấy con Colonna này đấy nhẹ nhàng thôi Kilo là nó sẽ có được cái lượng đam là 33.000 đó nên là đặt ra là gần như là nó có thể tiêu diệt những quái này cũng đồng thời là nó sẽ có cái lượng đam lên đến là 33k nên là phan một phát là gấp ba lần đam lên 33k là ném một phát là được 100k đam đó sẽ rất là nhanh chóng trong cái việc mà dọn mấy quái này luôn rồi thì bây giờ mình sẽ Úp cái máy pha tiếp thôi Nhiệm vụ chúng ta đơn giản đó các bạn, up máy farm uh, chỉnh tốc độ thôi là xong. Colonel này nó sẽ bể ra khá khá những con quái các bạn ạ. À. Một con Colonel sẽ bể ba con quái và nó sẽ càng quét được cái map của mình nếu mà chúng ta không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nha đấy ở đây bắt đầu đã có quái bay nè anh em mà tuy nhiên thì không sao đâu bởi vì mấy thằng em mình nó có chuẩn bị theo đó, chính là cái nhân vật mà uru mà cái con này trong phim blitz đó anh mà mình cũng chả biết nó tên gì đâu tuy nhiên trong game nó đã uru mình gọi là uru cho nhanh con này thì nó phòng thủ khá là tốt với cái tốc đánh là ba giây và lượng năm là tám 000 đấy bắn quái này là quái nó cũng khóc khá là kinh đấy các bạn à rồi up farm thôi tốc độ đó đừng quên việc up farm nhé up farm rất là quan trọng luôn á các bạn à ở đây thì thằng em nó có một cái nhân vật đó là con Ruka này mà Ruka này thì uh, nó sẽ có khả năng là đóng băng cái thù đó là đem vào đây nó sẽ giúp mình rất là nhiều đó lại gần là nó ném đóng băng ném đóng băng ui nguy hiểm đó nha không sao cả làm chậm lại sau đó chúng ta chỉ cần đặt một con kilo ra và phòng thủ thôi đấy một con kilo ra là, gần như là giải quyết được hết mọi vấn đề luôn nè đấy con này 300 trăm máu ui hình như là không giải quyết được mọi vấn đề anh em <laughs> đấy rồi ok làm chậm lại một đánh Đấy, một đánh là gần ngấm là bây giờ còn mười mấy cái máu ui chết tiệt đây để anh rồi ok lụm giờ chúng ta giết được nha con ruga này cũng phải nước tuy nhiên thế nên là cái lượng đam của nó sẽ được gia tăng đáng kể khi mà tấn công những con quái này là chuyện hiển nhiên nha anh em ạ rồi thì ở trong tem của chúng ta sẽ luôn luôn có một bạn gọi là carry Tức là bạn nó sẽ gánh tem anh mà Thì gánh tem là bạn ấy sẽ có những cái nhân vật mà gọi là có khả năng mà quỷ diệt hàng lạc mấy cái này Thì đó chính là cái nhân vật mà Cooler mình đã giới thiệu đến ở trong cái video ngày hôm qua Thì tí nó đặt ra là anh em sẽ biết được là cái khả năng mà quỷ diệt của nó như thế nào rồi Bây giờ mình sẽ tăng tốc độ lên nhé Bây giờ mấy con này nó đã bị râu đen xì lô rồi các bạn ạ à. Đấy, ở trong cái map này thì chúng ta chỉ cần một con đen thôi là có thể giải quyết được mọi vấn đề rồi thiệt ra là tại vì cái con râu đen nó đã có cái ốp rồi các bạn ạ cái viên ngọc mà mình làm trong một cái video khác á thì cái viên ngọc đó giúp cho con râu đen này tăng sức mạnh rất nhiều đó nên là nó đã khiến cho những con quái này nó bị yếu đi rất là nhiều đó. À, rồi bị silo rồi xong rồi đó các bạn ạ à. Bây giờ thì gián đấu này chúng ta chỉ cần farm thôi Farm một tí đặt quân ra là phòng thủ là ngon ngẻ. bây giờ cái nhân vật mà gánh tem của chúng ta sẽ đổi qua là con tegen tại vì cái con này nó sẽ có khả năng xuất huyết cũng đồng thời là nó sẽ có được cái hệ nước nên là nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều rồi đặt tegen thôi con này đặt uh, vị trí là lát cái này hình như mình nhớ tên của nó là âm chủ á, mà tên gì thì mình không nhớ kỹ uzui ừ, âm chủ uzui thì phải à, anh em nào biết thì để lại bình luận như mình nhé mình quên mất cái nhân vật này tên gì đó các bạn à. Mình chỉ nhớ nó là âm chủ ở trong mà cái bộ phim là à, Bộ phim à, Thanh gươm diệt quỷ thôi Rồi bây giờ thì đặt cái nhân vật này ra và bắt đầu up cấp cho anh ta thôi Tuy nhiên mình vẫn cần phải phòng một tí để cho có tiền mà chơi game đó Rồi sau cái sau cái quay này thì chúng ta sẽ dồn hết tiền để nhân nâng cái nhân vật mà tên game kia lên nha hmm rồi quái uh, Ôi, quái ra nhiều lắm như à, hình như nó uzui ten Tenken thì phải <laughs> hình, như là vậy hình như là mình nhớ là uh, uzui ten thì phải hả à, cứ cứ nhớ mấy thằng đợi của mình nó cứ nhắc là uzui uzui thôi mình mình nhớ là vậy rồi thì quái bây giờ là lượng máu lên tới 10 10 triệu máu à hơi nguy hiểm đó các bạn ạ à. rồi ở đây là chúng ta đã có những cái nhân vật mà những cái nhân vật mà đầu tiên nè các bạn, con này là con Cooler nè, đó, con Cooler sẽ bắt đầu gọi là quỷ diệt mấy quái này nhanh thôi. Ở đây chúng ta sẽ cố Cooler, nhưng mà Cooler này là Cooler 6 sao các bạn ạ, nó hơi yếu một tí. Tuy nhiên khả năng mà gây sát thương nó vẫn rất là tuyệt vời. con này là con này là con Cooler mà nó Cooler 7 sao. Bây giờ nó úp lên mắt cấp nó sẽ bắt đầu chịu hồi quái ra thì anh em sẽ thấy nè, đó. Những cái quái mà 6 triệu máu sẽ bắt đầu khởi hành ra và bắt đầu quỷ diệt cái hồ anh này em này mà. Đó, bắt đầu nó đang trên đường tấn công đó các bạn. Rồi, nhiệm vụ chúng ta đơn giản thôi. Úp mất cái này là mắt cấp thôi là xong phim đấy ok con này thôi mỗi con này là đủ các bạn ạ đó mỗi con này là đủ cho chúng ta gây được cái lượng sát thương khổng lồ nè đó với cái việc là có được cái uh... Cái hại mà khắc chế các bạn các bạn nhìn cái lượng đam của mình trên này nè anh em thấy không đó lượng đam mình nhảy một lần là trăm triệu trăm triệu không anh em thấy nhanh không quỷ gì chết lắm đấy cứ nhờ thôi một cái nhân vật này được nha mặc dù cái nhân vật mình cấp còn thấp các bạn mới 37 đó con này mà nâng mắt cấp lượng đam nó phải nói là gấp đôi nữa tuy nhiên thì thôi như vậy là được rồi không cần nhiều đâu đó quái ra nhiều lụm nhiều quái ra nhiều lụm nhiều ui con này là hai trăm ngàn quốc một phát là nghe được 60 ngàn rồi giật độc từ từ nhanh thôi tốc độ là sẽ nhanh thôi ở đây còn có cả visa nữa à. con con này không visa này anh em ạ nó pizza con này thì là em của cooler nó tuy nhiên thì cái độ phá giật của nó thì so với cooler này đương nhiên là phế phế hẳn luôn các bạn ạ à. sáu à, sao mà cũ con này là bảy sao mới mà sao mà so sánh được đấy rồi Ok, mấy con nghe đây, lượng máu chỉ có 700 ngàn thôi Con cũng lên nó ném một phát là bể đầu liền hmm. Trận này có vẻ như ngã ngủ anh em mà Đó, à, anh em chỉ cần mà thủ cái gì kiểu của mình thôi Một ông uh, farm thì farm kỹ kỹ sợ mình ra quân phòng thủ tiếp mọi người Sau đó uh, dọn quá từ từ là lụm hết rồi anh em Đấy, đơn giản chưa Bây giờ mình sẽ up cái con này lên mắt cấp nha Ở đây còn có cả nhân vật Kadik nữa là các bạn ạ à. Uh, này thì up không được cái cấp độ mát Tuy nhiên cái lượng đam nó cũng khá là khủng hoảng rồi đấy hmm. không Con boss đâu nhỉ con bot ở trong cái map này à, mình không thấy con bot ta hay là con bot nó ngẫm của tỏi trước rồi à, đúng là con boss nó cũng có trước rồi các bạn ạ à. và khi mà chúng ta chiến thắng chúng ta sẽ nhận được một hoặc là hai cái nhân vật mà King Vegeta mà nó mới xuất hiện ở trên đây thì những cái nhân vật King Vegeta này nó sẽ giúp ích cho chúng ta trong cái việc là nâng cấp những cái uh, con nhân vật mà sáu hay sao thì anh em nên nó lưu ý cái vấn đề này để chúng ta có thể gọi là nâng cấp được những nhân vật này sớm nhất có thể nhé rồi thì cái video của mình đến đây là kết thúc nha các bạn cảm ơn các bạn đã lựa chọn video của mình trong hàng triệu video khác giờ thì, bye, -bye.